năm là khoảng thời gian người ta nghĩ đến năm mới, và ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì người ta cũng luôn chào đón năm mới với những niềm mơ ước mới và những niềm hy vọng mới. Ai cũng có cảm giác là năm mới để kết thúc những chuyện cũ và bắt đầu những dự tính mới, những kế hoạch mới cho tương lai. Anh Hoàng Ngọc Tuấn ha? Thì đúng rồi, cái tháng cuối cùng trong năm rồi tiếp đó là tháng giêng, thì trong tiếng Anh đó, nó gọi tháng giêng là January. Cái chữ January có ý nghĩa là đó là cái tên của một vị thần, đó là ông thần Janus. Ông là thần của sự khởi đầu và sự chuyển tiếp. Ông cũng là thần của những cái cánh cổng, của những cánh cửa, của những hành lang, của những sự kết thúc và của thời gian nữa. Thì người ta mô tả ông thần Janus này có hai khuôn mặt. Một khuôn mặt nhìn về quá khứ, một khuôn mặt nhìn về tương lai. Còn cái đầu thì ở chính giữa. Thì cái người La Mã ngày xưa nó đặt cái tháng đầu tiên trong năm đó là cái tháng gọi là Ianuarius, mà sau này tiếng Anh mới mượn lại và đặt là January, là để mà vinh danh cái vị thần Janus này. Thì ông là người ngự trị trên cái khởi đầu và sự kết thúc của những sự xung đột. Có nghĩa là ông là ngự trị ở cái sự kết thúc của chiến tranh và mở đầu của hòa bình. Những cái sự chuyển tiếp đó. Cho nên đó là một cái điều rất là kỳ diệu. Ngày xưa ở bên La Mã đó, thì cái ngôi đền của thần Janus đó, thì trong thời kỳ chiến tranh thì bao giờ cũng mở rộng. Mà đến khi mà chiến tranh kết thúc, hòa bình bắt đầu thì cổng đền khép lại. Kỳ diệu quá anh ha. Và người ta liên hoan trước cái cổng đền đó. Vậy có văn nghệ sĩ Việt Nam nào sáng tác một bài thơ hay là một bản nhạc để diễn tả cái khoảng giữa cuối năm và đầu năm mới, cái khoảng kết thúc cái này, bắt đầu đó, cái kia như thế không anh? Có chứ. Ví dụ như nhà thơ Hoàng Ngọc Biên, ông có viết một cái bài gọi là Giữa cuối năm và đầu năm. Mình đọc bài này nhé. Giữa cuối năm và đầu năm, chúng ta sống giữa những lời chào hỏi và những lời từ biệt. Chúng ta đã cố gắng giữ cho được như thế hôm qua, còn ngày mai, ngày mai chúng ta cũng sẽ sống như thế, giữa những lời thăm hỏi và những lời từ biệt, và chúng ta lại sẽ cố gắng. Hẻm phố quanh ta không mặt trời vẫn có bình minh, chiều không sương, hoàng hôn vẫn đi vào những nhạc khúc. Như đã chứng kiến, ngôi nhà từng che chở chúng ta đầy những lỗ thủng, nhưng chẳng phải chúng ta đã cố gắng bớt đi những lời nguyền rủa. Những lỗ thủng đoạn trường trên đầu chúng ta, như đã chứng kiến, vẫn một màu trời xanh và những ánh trăng khiêm tốn. Mây vần vũ trôi những vòng âm đục quanh ta, những vũng nước hơn 10, 20, 30 năm trước chiến tranh nay kiên cường đi vào cổ tích. Quá khứ trở thành đề từ cho những lễ hội, nhưng tương lai không khác. Sợi thừng đã nhão những lớp sơn mộ chí phết đầy, có đủ độ dẻo để giữ cho khỏi bứt những mối dây. Chúng ta vẫn không phải là vô lý, nhưng có lý cũng chẳng giúp được gì. Kinh cung chi điểu, khi cố quên những ngọn gió độc đông bắc tây nam, khi cố bớt đi những lời hằn học vô tâm, chúng ta sẽ có lý hơn chăng? Chúng ta nuốt trôi những ngộ nhận, âm thầm đẩy vào chỗ kín đáo nhất của lòng mình những câu hỏi xót xa. Chúng ta nhắm mắt và tưởng tượng để có thể chạm tới chiếc cầu thang ọp ẹp trong bóng đêm những năm trước. Những bậc cầu thang vang động nhiều năm trước, nét kỳ cọ của hai bàn tay không còn đủ độ nhám và độ bám để kỳ cọ chút kỷ niệm êm đềm. Chúng ta không sợ phải vất vả loanh quanh tìm một tư thế, chúng ta không sợ phải nuốt trôi những ngộ nhận, chúng ta không sợ phải âm thầm giấu trong tận cùng lòng mình những câu hỏi xót xa. Chỉ sợ trên sàn diễn, cú ngã của anh Hề không làm cười nổi, những khán giả chỉ còn cách sống cho hết một mối đam mê. Thi sĩ Hoàng Ngọc Biên viết bài thơ này thâm trầm sâu sắc anh ha. Ông trung thực, ông nói lên tâm tư của một người già, nhìn lại quá khứ, nhìn về tương lai. Bài thơ buồn nhưng mà rõ ràng thấy vẫn có những cái tia sáng hy vọng. Ông viết, chúng ta lại sẽ cố gắng. Ông viết, những lỗ thủng đoạn trường trên đầu chúng ta, như đã chứng kiến, vẫn một màu trời xanh.
Có lẽ trong những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới, các văn nghệ sĩ người Việt ở hải ngoại thường nghĩ về quê hương với một nỗi buồn, phải không anh Hoàng Ngọc Tuấn? Vâng, thì đúng như vậy. Thì quê hương chưa thật sự vui thì làm sao nghệ sĩ không buồn cho được. Thận Nhiên, một nhà thơ Việt Nam ở Mỹ, có viết một bài Ngày đầu một năm mới. Sáng đôi năm cũ và năm mới bằng một chiếc nĩa nhựa trong gói mì ăn liền. Ngày hôm nay không khác chi ngày hôm qua. Lái xe qua thành phố bốc mùi điên, ngó một con chồn bị xe cán. Không dưng nhớ viên pháo cột vào đuôi chó ở một chỗ gọi là quê nhà, rất xa. Ồ, tro trên lưỡi. Đấy, còn ở Úc đó, nhà thơ Chim Hải đó, năm ngoái, cuối năm ngoái có làm một bài thơ. Ở Úc mình thì vào cuối năm thì là trời nóng ghê lắm. Thì Chim Hải làm thơ về ngày cuối năm trời nóng nhưng mà vẫn nhớ về Việt Nam với một nỗi buồn. Bài thơ có tên là Ngày nóng. Dội ngược bởi tiếng hắt hơi của mùa, tôi lùi vào giấc nóng 43 độ, đầu năm khô trượt trên tờ lịch, thèm chuyến về rực lửa, viết xuống vài câu cho người bạn lạ, kể về cuộc cháy rừng ở Úc. Cháy tim, rác chữ, mở trang tin quê nhà vẫn từng ngày ngột, thở không ra niềm tin, bóng lửa đã mù, bản tin nước Úc đã tắt, một hủy hoại khác bắt đầu. Tôi viết xuống cảm giác chạm màu im lặng, như mồ hôi rớt xuống cái nóng, mặn mặn đêm viết xuống, tôi viết xuống để mình rơi, viết xuống. Trong tình trạng quê hương Việt Nam chưa có tự do và dân chủ, thì nghệ sĩ người Việt ở hải ngoại đã nghĩ về quê hương với nỗi buồn trong cái dịp cuối năm cũ đầu năm mới, thì chắc là các văn nghệ sĩ trong nước cũng mang tâm trạng tương tự như vậy, anh Hoàng Ngọc Tuấn hả? Tất nhiên rồi, tất nhiên cũng có một số nhà thơ chuyên muốn làm những bài thơ vui và vào để mà mừng năm mới rồi để đăng báo thì chuyện nó khác, nhưng mà những nhà thơ mà thâm trầm sâu sắc thì không làm thơ vui được đâu. Nhà thơ Nguyễn Viện có làm một bài chào năm mới để tặng cho Nguyễn Hoàng Vi là cô bé là bị công an hành hạ, có những lời như thế này: Nắng vẫn là nắng của ngày hôm qua và những người tù vẫn ngồi tù đến hôm nay. Những người bị đánh và làm nhục sẽ vẫn còn đau đến ngày mai. Tôi chào năm mới với những điều rất cũ đang ung mủ trong cuộc sống tôi. Bài thơ nó dài lắm nhưng mà cũng có một đoạn khác. Nhưng ở nước tôi dường như không ai biết nổi giận như những người dân Ấn Độ đã nổi giận. Có thể vì chúng tôi đã coi cái mang giả là bình thường, cái chà đạp là công nhiên, sự bắt bớ là thông lệ, hoặc chúng tôi là thánh, hoặc chúng tôi là những con giun. Bài thơ này của thi sĩ Nguyễn Viện thật là buồn anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. Nhưng mà có lẽ dưới những chế độ độc tài vào những ngày đầu năm thì các nhà thơ yêu tự do cũng sẽ viết những bài thơ với một quyết tâm mới cho cuộc đấu tranh của họ chứ. Tất nhiên rồi, như là hồi ở Liên Xô có nhà thơ Yuli Daniil, ông đã làm một cái bài thơ đầy sức mạnh có cái tên là Hành khúc năm mới, một tuyên ngôn. Thì cái tình trạng của Liên Xô hồi đó thì cũng giống như tình trạng ở Việt Nam bây giờ thôi. Thì Yuli Daniil đã làm thơ như thế này: Khi cuộc sống của bạn tuột dốc đổ nhào, quẫy đạp và sủi bọt như một kẻ động kinh, chớ có cầu nguyện và cũng đừng ân hận, chớ sợ tù đày và cũng chớ sợ phá sản. Hãy tập trung nhìn trở lại quá khứ của mình, hãy cân nhắc không tự sướng những tháng ngày đã sống. Hãy nghiền nát dưới chân những mẫu thừa ảo tưởng, nhưng hãy mở hết lòng với mọi thứ minh bạch và rõ ràng. Đừng nhượng bộ bất lực và đắng cay, đừng chịu thua hoài nghi và dối trá. Mọi người trên đời không phải ai cũng khốn kiếp hèn hạ, không phải ai cũng đều là kẻ chỉ điểm đuôi mù. Và khi bạn bước đi trên những con đường xa lạ, tới những miền đất bạn chưa thấy trên bản đồ của mình, hãy tách ra tên tất cả bạn bè như bạn sẽ làm với những viên ngọc quý hay chuỗi hạt cầu kinh. Hãy đề phòng, cứ vui vẻ và cứ giận dữ, và bạn sẽ có cách đứng vững. Vâng, đứng vững.
dưới nhiều lớp khốn khổ đè nặng và dưới điều bạn phải tự buộc gánh lên vai. Bài thơ Hạnh Phúc Năm Mới, một tuyên ngôn của Julie Daniel, thật là mạnh mẽ, đáng cho tất cả chúng ta ghi nhớ. Nhưng mà ở những đất nước tự do, chắc hẳn thì các nhà thơ sẽ viết những bài thơ đầu năm thật sự lạc quan. Tôi chỉ nhớ rằng thi sĩ Octavio Paz ở Mexico có viết một bài thơ nhan đề là Ngày 1 tháng Giêng mà anh Hoàng Ngọc Tuấn đã dịch ra tiếng Việt. Anh có thể đọc cho thính giả SBS Radio nghe bài này chứ? Được chứ. Nhưng mà trước khi đọc, mình cũng xin nhắc lại là cái bài thơ Hạnh Phúc Năm Mới, một tuyên ngôn do Julie Daniel viết là viết đúng vào đêm giao thừa, vào ngày 31 tháng 12 năm 65. Còn cái bản dịch Việt ngữ là của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên. Và bây giờ thì là bài thơ Ngày 1 tháng Giêng của Octavio Paz. Thì bài thơ như thế này, mình xin đọc. Ngày 1 tháng Giêng, những cánh cửa của năm như những cánh cửa của ngôn từ mở ra trước cõi miền chưa từng biết đến. Đêm hôm qua em đã nói với anh, ngày mai chúng mình sẽ phải vẽ ra những ký hiệu, phác thảo một phong cảnh, vạch ra một kế hoạch trên trang đôi của giấy và ngày. Ngày mai chúng mình sẽ phát minh một lần nữa hiện thực của thế giới này. Anh đã trễ tràng mở mắt. Trong một giây của một giây, anh thấy mình như người thổ dân Aztec từ mỏm đá trên ven chờ xem cuộc trở về bất xác của thời gian xuyên qua những kẽ nứt của những đường chân trời. Không, năm đã trở về, nó làm ngập cả phòng và gần như chạm cả vào tia mắt của anh. Thời gian, không cần chúng mình giúp đỡ, đã xếp đặt đúng y như trật tự của ngày hôm qua. Những ngôi nhà trên con đường vắng vẻ, tuyết trên những ngôi nhà, sự im lặng trên tuyết. Em bên cạnh anh vẫn còn say ngủ. Ngày đã phát minh ra em, nhưng em chưa chấp nhận. Em được phát minh ra bởi ngày. Có lẽ em cũng chưa chấp nhận hiện thể của anh đã được phát minh ra như thế. Em còn thuộc về một ngày khác. Em bên cạnh anh, và anh thấy em như tuyết, say ngủ giữa những hiện thể. Thời gian không cần chúng mình giúp đỡ phát minh ra những ngôi nhà, những con đường, cây cối và những người đàn bà đang ngủ. Khi em mở mắt ra, chúng mình sẽ bước đi một lần nữa giữa những giờ trong ngày và những phát minh của chúng. Và khi đang lần lửa giữa các hiện thể, chúng mình sẽ làm chứng nhân cho thời gian và những cuộc sản sinh tiếp hợp của nó. Chúng mình sẽ mở những cánh cửa của ngày hôm nay và bước vào cõi miền chưa từng biết đến. Bài thơ dễ thương quá anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. Tuyệt vời, bài thơ này không thể tưởng được. Thế trong hình này, hình ảnh một nàng nằm ngủ trong đêm giao thừa, đến sáng hôm sau thì đã qua năm mới, rồi chàng thức dậy, chàng đã qua năm mới, nàng vẫn còn ngủ trong năm, năm cũ. Và năm mới nó sáng tạo ra mọi thứ. Nó tạo ra con người, nhà cửa, đường phố, tất cả mọi thứ. Ô, hình ảnh đẹp lắm. Và cũng xin gửi đến quý vị một đoạn nhạc mà người ta thường hát trong đêm giao thừa. Đó là cái bài mà ta 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 ra thi ta. Nhưng mà đoạn nhạc này được viết lại lời mới bởi Cliff Richard. Trong đó có những câu là cầu cho mỗi niềm hy vọng và mỗi giấc mơ được tái sinh trong tình người. Cầu cho toàn nhân loại sẽ hát chung một lời. Cầu cho con người sẽ nói sự thật là đây.